tới danh phận. Sao ai cũng thấy toàn áp lực, công việc làm thì không ngơi nghỉ, sắp ngõ ai cũng muốn rộng thêm. Chuyện của công thì đủ thế đó, nếu vui thì chẳng có làm sao. Thành công thì phải từ từ chớ, khó tính thế sợ sếp ơi. Nếu đã đứng trên biết bao người, tôi tin điều gì sẽ tốt hơn. Sếp nói nhân viên lắng nghe nào, ở hay ai nào đâu lên tiếng. Nơi đây công việc luôn nghiêm túc, nơi đây tinh thần luôn vững tin. Không ai chưa từng khó khăn nào, tương lai mong thành công sẽ đến. Nơi đây công việc luôn nghiêm túc, nơi đây tinh thần luôn vững tin. Không ai chưa từng khó khăn nào, vì tương cho tươi tỉnh, nạp thêm năng lượng luôn nha. Đau quá. Sao con? Dạ. Bà thấy bây giờ là nên thay đổi thầu của căng tin đi. Bởi vì để thầu cũ như vậy làm chất lượng thức ăn, thức uống đồ này kia nó không đúng chất lượng, thấy không? Nó không bảo đảm vệ sinh, rồi cái con sẽ bị tổn hại sức khỏe, mất năng lượng hết. Ủa gì vậy, sức khỏe của con đâu liên quan gì tới căng tin đâu. Ủa sao kỳ nè, mà hãy nhắc tới cái vụ căng tin cái hình như ba thấy con khó chịu vậy. Sao con không có nghĩ như vậy mà lúc nào ba cũng áp đặt cái suy nghĩ đó vậy? Áp đặt cái gì? Ba thấy sao mà ba nói vậy thôi, mà ba nói ở đây á là tại vì ba vì con, vì công ty. Nói thiệt với con nha, ba rất là không đồng ý cái cô Nhiên gì đó. Phụ nữ đàn bà gì đâu mà tánh tình ngang ngạnh, bướng bỉnh góp ý gì không nghe. Ba nói thiệt á, ba sao không được á, ai coi ba gì cũng được hết. Nhưng mà đối với con là ba không chịu rồi. Con nên nhớ, mình là ai? Gia đình mình là ai? Gia đình của mình, những người trong gia đình của mình đều ok hết. Ba không chấp nhận người này người kia không coi gia đình mình là không ok. Nhất là thằng Nam, ba không chấp nhận ha. Cái kiểu của nó là nó quăng cục lơ với con. Tao dồn nó quăng cục lơ là tao muốn quăng cục gạch vô mặt nó rồi. Uống đi con, uống mạnh mẽ lên. Ba dặn con hoài là con gái phải mạnh mẽ, không được yếu đuối. Uống đó, nạp vô, uống vô. Hay, ba chịu vậy đó, là con gái phải mạnh mẽ, không được yếu đuối, nghe không? Sống trong tư thế phải ngẩng cao đầu, đừng lo ế. Con sống phải là cái tôi của mình, cho ra tôi của mình, đừng quên cái tôi của mình, con hiểu không? Con mệt ba quá à. Sao ta? Mình nói có gì sai không ta? Đúng mà. Con nghe ba nè, những gì ba dạy con, ba nói cho con biết đó, đó là chân lý, con phải sống y như vậy. Đừng để người ta khi dễ, nghe không? Là La. Nè. Chị đâu có kêu em nê cái gì đi đâu đâu. Chị kêu em á, chứ chị không có kêu em nê cái gì á trong phòng của chị đi đâu hết á. Mọi vật nó ở đâu cứ để nó yên nguyên cho đó, không cần phải nê đi đâu cả. Anio, sếp ơi, nê có nghĩa là dạ đó. Còn Anio có nghĩa là không có. Em đang làm việc ở công ty nào? Dạ công ty Thiên Đường.
Sếp của em là ai? Dạ sếp của em là chị. Chị là người nước nào? Dạ Việt Nam. Vậy thì mắc cái gì mà em phải nói tiếng nước khác? Em đang làm việc cho công ty Việt Nam. Em làm việc với sếp người Việt Nam thì em hãy nói tiếng Việt Nam. Còn nếu như em muốn nê, muốn bưng, muốn bê nó đi cái chỗ nào đó thì em đi tìm một cái nơi mà nó có cái tiếng đó để em nói. Ok. À, dạ. Em biết rồi, em không nói tiếng Hàn nữa. Suốt ngày vô vô nê nê, nói nhiều khi không hiểu nói cái gì hết. Chị thấy là KPI của em tháng này là coi bộ không ổn rồi. Ủa? Coi lại đi. Ủa nhưng mà sếp đợt trước sếp báo với em là những cái này em đã làm ổn hết bây rồi giờ mà sếp. Tôi thấy không ổn. Dạ. Còn em, cái gì vậy hả? Em đi họp là em để điện thoại trong cái chế độ la làng vậy đó hả? Dạ em xin lỗi chị, em quên. Dạ chị, vậy còn bản kế hoạch của em thì sao chị? Chị nghĩ là em đã có câu trả lời rồi. Bực bội quá đi. Trời, chết rồi, phải chỉ có thiên thần hộ mệnh tới cứu mình. Đâu ra em tin vào thần chết tới liền không? Hộ mệnh đâu ra. Làm sao ta? Ủa rồi còn con Tiểu Vi nữa. Dạ. Tiểu Vi nó đâu rồi? Tại sao đi họp mà chỉ có hai đứa họp thôi? Dạ, nên Tiểu Vi xin có bận việc nhà xin. Có biết hôm nay là ngày họp không mà bận việc nhà? Bận thì bận bữa khác chứ tại sao lại bận bữa hôm nay? Dạ. Bực mình ghê vậy đó. Thôi để có gì tụi em gửi lời lại cho Tiểu Vi nha sếp. Mấy xong việc rồi đi về. Dạ dạ, vậy thôi tụi em xin phép đi trước nha sếp. Dạ dạ, xin phép về trở về phòng làm việc. Dạ. Chào chú. Ê, chào con. Con. Ủa, ba lên đây chi vậy? Ủa, con hỏi ngộ không? Ba đem cơm trưa cho con nè. Ba nói con rồi, bây giờ đừng có ăn cơm ở căng tin nữa. Nó không có béo bổ gì hết á. Mỗi bữa trưa ba sẽ đem cơm lên cho con. Rồi hai người cùng ăn, được không? Trời ơi, con tự ăn được mà ba. Ba nói rồi. Cơm ở căng tin nó không có béo bổ gì hết trơn á. Nghe không? Đó, rồi... ba lên đây ăn cơm với con. Chứ ba biết rằng đây rồi đó, ở công ty này không ai dám ăn cơm với con hết á. Ủa ba nói giống như con là cùi hủi bị mọi người xa lánh vậy đó. Không phải. Nhưng mà ý ba nói đó là chị em của cô Duyên á. Đó. Rồi đây thế nào cũng có cái cử chỉ hành động làm cho con giống như bị cô lập cô đơn như vậy đó. Nhưng mà con yên tâm đi, bên cạnh con luôn có ba. Heo mấy con ha. Dạ đúng rồi, con đâu bao giờ cô đơn đâu ba. Hai đứa nhỏ nó lên ăn cơm với con đó ba. Ủa, vậy ăn cơm nha. Nghĩa là chú đem cơm nhiều lắm. Tha hồ ăn không có hết đâu. Tụi con cứ việc ăn ha. Chú nhịn. Ủa có hả sếp? Có. Ăn đi mấy đứa. Ăn đi trời, ăn đi tự nhiên bữa nay có ba chị với mấy đứa ngại hả? Bình thường mấy đứa ăn với chị sao thì bữa nay ăn y chang như chị như vậy, không có sao hết trơn á. Ủa chị, bình thường mình đâu có... Nè con, đừng lo, không có đói đâu nè con. Nè, thịt kho, trứng vịt ngon không? Dạ. Đó cơm nhiều lắm. Em không nhớ hả? Gì? Bình thường là mình có ăn chung với sếp là em quên rồi hả? Có, ngày nào mình cũng ăn chung nhau mà. Trời, mình ăn chung nè, còn đi uống trà sữa nữa, không nhớ hả? Cái bình thường mình có ăn chung. Đúng mà. Rồi. Thiếu điều muốn ngủ chung nữa mà. Nói giờ vui quá. Mà nãy giờ không chịu ăn gì hết trơn, còn nguyên kìa. Ăn. Thấy tụi con ăn vui quá. Đúng cho mấy đứa luôn. Mấy đứa ăn vui cái ba dồn. Thấy cũng no luôn hả? Dạ. Có, bởi vì ba thấy con đâu có cô đơn đâu, ba lo. Dạ, trời ơi, chị sếp không có coi lên lúc nào tụi con cũng chăm sóc cho sếp. À, vậy hả? Dạ. Vậy mà bác cứ tưởng là coi như đi theo phe của bác, coi giám đốc nam á, dạ. Là bỏ giám đốc nữ chứ. Đúng rồi chú, hay là tụi... Dạ đâu có, không hề có chuyện đó luôn dạ. Tại vì tụi con là thân thiết là sau giờ làm việc cho nên là mọi người không để ý thấy thôi. Chứ thường thường bình thường là tụi con hay đi ăn và đi shopping đó đúng không? Dạ. Dạ. À, đúng rồi.
trên mạng nó mới có cái em mở điện thoại ra, nó mới gửi cho chị hồi sáng cái mẫu vở sách mới á, đẹp lắm, đẹp lắm. Mà cái trang mà mình hay mua đó em. Đây đúng không chị, cái này nè. Dễ thương mà. Dễ thương quá, thôi dầm chị em mình muốn mua một cái nha. Em thích. Nước màu đi, nước màu đẹp lắm á. Vậy là ba màu luôn hả ba? Ờ, giống đi như Phước Lộc Thọi á. Ba màu luôn. Trời ơi lắm, vậy là chị mua cho tụi em thiệt hả chị? Bình thường chị kêu à, dạ đâu có, bình thường lúc nào mà chị không mua cho mình em không có nhớ gì hết trơn. Có đôi dài cùng màu nữa nè. Vậy thôi anh cho mua cho em tôi màu hồng đi. Được, chị sẽ mua 7 màu luôn, ba chị em mang chung ha. Như vậy là tổng cộng 21 đôi luôn. Thôi giờ về nha, mấy chị em ăn thiệt tình đi ha, đói bụng ăn cơm này nè. Dạ. Ăn thêm nha không? Dạ. Thôi ba đi về trước nghe. Dạ. Con ăn rồi gói ghém chiều xách về cho ba nha. Dạ. Dạ. Ba đừng có lo nữa nha, con không có cô đơn đâu. Dạ. Dạ. Vậy nha con. Dạ. Về nha. Dạ chứ đừng có lo như chú. Vui vẻ con. Dạ chị em con thân thiết dữ lắm nha chú, đừng chứ đừng có lo nữa nha. Gì vậy chị? Sếp trở lại rồi, Quên. Vậy cái chuyện mua sắm là giỡn thôi đúng không chị? Thiệt chứ nãy chứ. Dạ em biết giỡn mà không sao đâu chị. Mình đã đặt rồi. Mình không có bỏ được. Chị mua cho tụi em, coi như là quà chị tặng cho tụi em, vì tụi em đã hỗ trợ cho chị. Thôi bây giờ mấy đứa đi về làm việc đi. Phần hỗ trợ đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn mấy đứa. Nhưng mà chị, sao chị phải làm vậy? Chị không muốn ba chị phải lo lắng về những chuyện của chị. Tội nghiệp lắm, ba chị lớn tuổi rồi. Dạ. Dạ thôi chị để tụi em dọn xong rồi tụi em về phòng làm việc đó chị. Không sao đâu, để chị dọn đi. Em đi. Dạ vậy thôi tụi em xin phép. Con ngồi. Dạ. Tụi con xuống uống nước hả? Dạ. Sao sáng sớm mặt chú buồn dữ vậy chú? Có chuyện gì hả chú? Thì cũng có chút tâm sự vậy mà con. Dạ tâm sự gì chú cứ nói đi, tâm sự với tụi con đi. Con nói thiệt cái chú là tụi con giữ bí mật ghê lắm, tụi con sẽ không tiết lộ với ai đâu. Tụi con là người ít tiếng nhất trong công ty này luôn á. Dạ. Chú có tin chị La La đi, chị La kính tiếng lắm chú. Dạ. Thì cái việc này thì nó cũng liên quan tới con gái của chú. Và cái người liên quan mật thiết nhất là hai đứa con. Hai tụi con? Ủa tụi con đâu có làm gì liên quan tới sếp đâu chú. Có chứ. Không lẽ sếp đừng sa thải tụi con hả? Cái sự việc mà hàng ngày chú đem cơm lên cho con gái chú á, rồi tình cờ chú gặp tụi con ở trong phòng đó. Vui quá ha. Vui không? Dạ vui. Vui ha. Dạ. Hai đứa dạ, tụi con rất là vui với con gái của chú phải không? Dạ đúng rồi, thân mật. Dạ vui chú. Hai đứa thương nhau lắm đúng không? Dạ. Ba đứa tụi con thương nhau lắm phải không? Dạ. Khăng khích với nhau, chia sẻ với nhau dữ lắm phải không dạ, con? Dạ đúng rồi chị. Phải không con? Dạ chú. Dạ đúng rồi. Tụi con đóng kịch với chú phải không? Dạ đâu có. Chú nói gì tụi con hiểu vậy trời. Không ai hiểu con gái của chú bằng chú hết. Nhưng mà chú cũng nói thật với tụi con, đó là cá tính của mỗi con người. Chắc có lẽ tụi con ở gần rồi một thời gian, tụi con sẽ hiểu. Chẳng qua là vì trách nhiệm công việc của công ty. Đối với một người mà đứng đầu công ty thì phải cứng rắn, phải nghiêm nghị trong lời nói. Có đôi khi sự thật thì hay mất lòng, nhưng mà bên trong tấm lòng nó rất là yếu đuối, cũng cần có những cái tâm tình của những người chung quanh, của những người bạn như tụi con. Dạ tụi con biết rồi, tụi con sẽ nghe chú, tại tụi con còn trẻ người non dạ nên là có nhiều chuyện tụi con chưa có hiểu lắm. Bây giờ chú nói vậy thì tụi con biết rồi. Dạ cảm ơn con. Kể từ hôm nay trở về sau chú yên tâm nha chú.
Việt luôn nghiêm túc, nơi đây tinh thần luôn vững tin, không ai chưa từng khó khăn nào, tương lai mong thành công sẽ đến. Cho ta tốt hơn.